các cô sẽ đổi mới một chút, đó là mình sẽ cho các bé làm thiệp. Nhưng mà cái thiệp này á, của mình là mình chỉ làm mẫu để các cô làm thôi. Nên nếu mà mình làm cho trẻ thì mình sẽ làm đơn giản hơn, tức là mình chỉ gấp cái thiệp lại thôi. Và mình sẽ cho bé mang hình của mẹ, tức là mình sẽ yêu cầu mỗi bé mang hình của mẹ hoặc bà hay gì đó, là mình sẽ cho bé dán lên cái tấm thiệp này này. Đó, xong rồi bé, xong rồi có hoa rồi có lá hay gì đó, mình sẽ cho bé trang trí cái khung hình đó, tức là làm thiệp hình giống như thế này này. Cái tấm thiệp này là mình làm mẫu, làm để cho tặng các cô á, nên là mình sẽ làm nó cầu kỳ một chút. Chứ còn nếu bình thường mà các bạn làm cho trẻ á, thì cũng không cần phải cầu kỳ như thế này đâu. Tại vì cái này mình làm tặng cô, nên là đâm ra mình sẽ trang trí cả bên trong như thế này nữa. Sau khi làm xong này, mình cho nhét tấm hình vào đây, vậy là xong rồi nè. Cái khung hình á, là các bé cũng sẽ tự trang trí luôn, hoặc là làm như cái hình này cũng đơn giản này. Cái này thì mình có thể là cắt, hoặc là mình không cắt cũng được, mình cho bé dán thẳng hình lên cái tấm này cũng được, không có sao cả. Xong là các bé sẽ tự trang trí hoa. Hoa thì các bạn có thể là cắt bằng giấy hoặc là mua sẵn cái hoa, mấy cái hoa bi tít nhỏ nhỏ nhỏ, hoặc là mình sẽ tự cắt lá sẵn giống như đây này. Mình cũng tự cắt lá bằng nỉ bằng giấy á, cũng nhanh lắm, cũng không có lâu đâu. Thì làm xong những cái khung này á, mình chỉ cần nhét hình vào hoặc là mình dán vào, vậy là xong. Ở đây thì mình chỉ có làm đại khái là 3 mẫu thiệp thôi, với lại 2 cái mẫu thiệp năm ngoái mình cũng làm bằng thiệp nhét hình này này để mình tặng mẹ. Và mẹ mình cũng khá là thích thú, thì mình nghĩ là phụ huynh cũng sẽ rất là thích nếu như mà được tặng một cái tấm thiệp mà có hình mình ở trong đó. Và đây cũng là thêm một kiểu thiệp nữa ha. Mà tấm thiệp như này thì mình cũng chưa có rửa hình để mình bỏ vô. Còn hai cái kia thì mình đã có hình sẵn mình bỏ vào đấy rồi. Và mình sẽ trang trí đơn giản thôi. Nói chung là cái này làm nó cũng không có phức tạp nhiều đâu, và cũng không mất nhiều thời gian. Chủ yếu là mình cắt những cái lá này, cái hoa này, và cho bé tự trang trí. Còn cái này là mình cũng thể làm mẫu để cho các bé nhìn cũng được. Cái này là mình làm video hướng dẫn chung, để có những bạn mà muốn làm tặng cô giáo, hoặc là tặng mẹ hay tặng bà gì, thì mình cũng có thể áp dụng những cái thiệp, mẫu thiệp như thế này. Những tấm thiệp này nó giống như một cái khung hình, mình vừa có thể để bàn được, mà mình cũng thể ghi những cái lời chúc đặc biệt của mình dành cho người thân của mình. Ở bên trong thì mình trang trí khá là cầu kỳ, nhưng các bạn cũng có thể là không trang trí. Mình trang trí ở bên trong này, các bạn cũng có thể dùng những cái trang trí này làm một cái tấm thiệp khác, mà cái này trang trí ở bên ngoài cũng rất là đẹp nha. Chúc các bạn thành công.